phết nhỉ. Này bao tiền cân đấy chị? 120 một cân em ơi. Thế cái loại sống kia thì đắt hơn hay rẻ hơn? 120. Cái này này, cái này là lươn yên thái. Mời anh mua cá này. Ôi giời ơi. Đuổi khách rồi đấy, cá này. Đừng làm thế nhỉ. Cá này máu quá nhỉ. Cái này thì cho vào cái cơm sôi ấy. À, tức là cho sôi vào đây. Cho mang, sôi. Mang sôi, đi nương đúng không? Ừ, sôi chín rồi thì cho sôi vào cho này mà. À, cái được. Này là vỉ sôi cơm. Vỉ sôi nữa hả? À, cái này vỉ để đít xong đít chó để sôi cơm. Để dưới cái chõ. Vâng. Đây đủ hết. À, vâng. Cái này thì giỏ lắm, cưới lúc nào thì đám cưới người Thái ấy. Người Thái là đám cưới là có cái này. Ừ, cho cá vào trong này, bốn con cá ấy. À. Thì cho vào cái này, hai à. Con một úp vào như thế này. À. Thế thì hai con để trên hai con thì lấy cái lạt sang lên buộc cái này. À. Thế xong là mang lên nhà gái à? Mang lên nhà gái cưới. À, và bán cả đồ đám cưới. Xin chào các bạn, hôm qua thì là một cái chuyến đi khá là dài từ Mù Cang Chải, Yên Bái xuống thị xã Nghĩa Lộ. Và hiện tại thì mình đã có mặt tại chợ phiên khá là đặc biệt ở Nghĩa Lộ này, đó là chợ Côn Trùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái chợ này, xong là mình sẽ di chuyển về nhà các bạn nhé. Đây là một cái phiên chợ có vẻ là có bán rất là nhiều cái món hàng độc lạ các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tham quan từ đây nhá. Đây, ở đây có các chị gái đang bán nấm các bạn ạ. Cái này nấm rơm này. Đèn thế. Ôi, rơi rồi. Các chị đây là người dân tộc gì ấy ạ? Tộc Thái. À, người Thái à? Thái đen. Thái đen là tặng cầu đấy đúng không? À, cái này là con chim chim én à? Này chim én là bán 8.000 con đúng không? 7.000. Vừa nãy là hỏi dưới kia là 8.000. Vâng. Này là 7.000 một con là mổ sẵn này các bạn này. Đây về chỉ việc chiên lên và nhậu thôi nhờ chị nhờ. Rồi cảm ơn chị. Ở đây là có cái quả chám đen này. Đấy. Quả chám đen ở bên này bán nhiều nhờ chị. Cái này là ăn khá là ngon đấy. Một cân bao tiền đấy ạ? 100 một cân cơ à? Để tí em mua một ít cho mẹ em. Để cả cân đấy 90. À thế ạ? Thì cái quả này cũng giống quả kia này. Cái này là hạt gì nhỉ? Hạt mề gà. À. Cái này là nó giống như cái hạt rẻ đúng không? Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Tí nữa ăn thử xem xong là mua một ít nhỉ. Cái này là bao tiền cân ạ? 50 cân. 50 à? À rồi. Chị cũng người Thái luôn hả? Vâng, vâng. Thôi cảm ơn chị nhá. Đây là đi tham quan, em đang đi du lịch tí mà. Cái này là cái gì? Rau ban ạ? Hoa ban hả? Hoa ban, nó phải ngọt đó. Có phải là hoa ban Tây Bắc không? À, đây là rau hoa ban à? Bây giờ em mới thấy ngọt hoa ban. Ngọt non của cây ban đúng không? Nhiều ấy nhở? Cái này ăn ngon không? Sao tỏi ngon hơn à? Nấu canh được không? Bây giờ mới thấy lại rau đấy đầu tiên đấy. Rau này rau tự nhiên nhất có này. Tự nhiên luôn đấy nhở? Ngon đấy. Toàn là rau độc lạ này, hôm nay mới gặp này. Đây là rau thối nhở? Cái này ăn cũng rất là ngon. Tuy nhiên là cái mùi nó hơi thối một tí nhở? Cái này ăn vào còn nghiện đấy nhở? Rồi, cảm ơn chị gái nhá. Vâng. Đây là các cái
con chim bồ câu, chim én nữa. Đây là chim én này. Ôi, đây có rất là nhiều chim. Cái này chim én phải không ạ? Đây, những con chim này chưa được mổ này. Còn cái chim vừa nãy của chị kia là mổ sẵn. Một con chim này là bao tiền ạ? Hả? 8.000 à? Còn sống đúng không? Đây cô bán chim bồ câu khá nhiều này. Bồ câu bao tiền con cô? 150 là được 2 con này. Lên đây là mua các cái đặc sản nhiều lắm nhờ cô nhờ. Vâng, cảm ơn cô. Sang này nữa này. Này cũng toàn chim én thôi nhờ. Ở bên này sao nhiều chim én thế hả cô? Bây giờ đến mùa nó đến khoảng như vậy rồi. À nó đến nhiều à? Này là chim én mổ sẵn đúng không? Cái này mổ cái này mất thời gian lắm nhỉ? Làm cả đêm mới có 100 con. À, làm cả đêm mới được một túi này có 100 con à? 100 con hàng ký. Hai túi 100 con hả? Cái này thì mỗi con là bao tiền? Cái này con 6.000 một con. À rồi. Mỗi người bán một giá khác nhau nhỉ? Trên kia bán 7.000. Của cô bán rẻ hơn, thế này lại mua của cô vậy. Cô làm à vâng, rất chào cảm ơn nhá. Đấy. Để các bạn khán giả biết là cô bán rẻ hơn này mua của cô. Đây là bà cụ bán rau. Rồi cháu đi chơi. Cháu đi tham quan chợ tí. Cảm ơn bà. Cái chợ này sẽ khá là rộng đấy. Đây là họ bán rau củ quả. Những cái sản phẩm này thì chợ nào cũng có rồi đúng không? Thôi thì chúng ta đi tìm những cái món độc lạ nhá. Cái chợ này chủ yếu là chị em người Thái tham gia là chính. Đây. Mùa này đang là mùa na này. Và mùa tám mèo. Đấy, rất là nhiều nhá. Đây có những cái sản phẩm gia vị trên thực Bắc. Đây là khẩu trang này. Đây, hạt lạc này khá là to này. Hoa quả bày bán rất là đẹp mắt này. Dạ vâng, để cháu đi chơi đã. Quay thế xong lên truyền hình à? Vâng, vâng, cho chú lên truyền hình luôn. Đây có món măng khô này. Đấy, măng này được luộc sẵn rồi, xong là phơi khô rồi nhá. Dạ vâng, cháu cho lên TV ạ. Vâng. Cho cả bà lên. Đây, cho cả bà lên luôn. Có mặt bà luôn. Bà nhớ xem kênh Tôi Người Vùng Cao nhá. Vâng. Vâng. Nghe đi khám phá chợ vùng cao tí ạ. Đây bà cũng bán chám. Chám đen. Chám đen. Sắp hết rồi này. Hết rồi. 7.000 cân thôi. Đây là con nhộng tằm. Nhộng tằm. Wow. Đây là những con ếch nhìn khá là đẹp này. Mỗi con ếch bao tiền ạ? 70.000 à. Đây, những cái con này bao tiền? Con này 80.000. 80.000 à, rồi. Cảm ơn cô nhá. Dạ vâng. Đây. Ồ, đây là có cái măng gì như măng nứa nhỉ? À, thật thì ạ. Măng này là măng ngọt anh ơi. À, măng ngọt à. Mấy tiền đấy nhá. Vâng. Măng ngọt. Thấy có mùi thơm phết này nhỉ. Măng này ở đâu đến anh? Đất mình thôi, ở đây thôi. À, bao tiền một củ ạ? 15.000 ca. À. 15 ca một cân. Rồi rồi, cảm ơn anh.
này chợ rất là dài các bạn, trong kia còn một khu rất là rộng nữa, các bạn chịu khó xem hết video nhé. Đây là một cái chỗ bán rau, bán các cái nông cụ, những cái rau rất là đẹp và rất là lạ này. Đây là để gọt mướp các bạn ạ, cái này gọt mướp, thứ gọt hoa quả các thứ này, không cần phải căn. Chợ này là chợ hoa quả khá là dài. Hình như ở ngoài này là không có con côn trùng. Chắc tí nữa mình sẽ đi vào trong kia để tìm. Đây là bà cụ là bán cái rau đắng à? Rau đắng đấy chứ. Dạ vâng, đây là rau đắng ở trên Tây Bắc nhá. Hôm nọ là mình đi cái chợ phiên ở trên Lai Châu là có cái rau đắng họ phơi khô rồi. Đây là rau đắng tươi nhá. Cái này ăn nấu canh rất là ngon. Nó đắng đắng, ăn rất là sướng miệng các bạn ạ. Dạ cảm ơn bà nhá. Đây, chúng ta sẽ đi chơi tiếp chợ côn trùng Nghĩa Lộ nhé. Đây là bán ngọn đu đủ à. Ngọn đu đủ. Ngọn đu đủ là nấu canh à? Hay là để làm gì ấy bà? À, luộc à? Đây, cái này là ngọn sắn. Đấy, quay đi, quay lên. Quay lên từng hình ấy thì dân Nghĩa Lộ này còn nghèo lắm luôn đấy. À đấy à? Cháu tưởng Nghĩa Lộ giàu lắm chứ. Ôi dồi ôi, quá nghèo luôn. Thế các bà là người Thái à hay là người Thái Len đó? À Thái Len à? Dạ vâng vâng, cảm ơn bà nhá. Ê, người Thái là có rau đắng nhiều này. Rau đắng đấy cái này. Vâng vâng. Rồi, đi tiếp nào. Đây là hoa quả rau bình thường, rau củ quả bình thường. Bên này sắp hết chợ rồi hay sao này, thì nữa đi vào trong chợ chính để xem nhé. Đây là một cái quán ăn à. À đây là một quán chè. Dạ chào cô ạ. Đây có món cá gì này? À cá sấy à? Này thịt lợn sấy hả cô? Vâng, lợn sấy. Lợn sấy là bao tiền à? 550 một cân. Đây cá sấy là cũng khô khô như ở thịt lợn sấy đúng không? Vâng, sấy như thịt đấy. Thơm phết đấy. Thơm như kiểu thịt trâu nhỉ. Đây bao tiền một con à? Ăn được luôn không ạ? Ăn được luôn. À, để tí nữa em sẽ mua một ít cho mẹ em ăn thử. Trong này bán lợn giống. Dạ. Trong này là lợn giống nhỉ. Cháu đi xem một tí thôi, cháu không mua được lợn đâu. Đây lợn trắng này, cái này là lợn như kiểu lợn gì ở Quảng Ninh ấy nhỉ? Lợn dân. Dạ vâng, lợn móng cái ấy. Đúng rồi. Đây. Lợn Đài Loan nữa cơ. Lợn Loan, nó phải Đài Loan. Lợn dân, cái này lợn dân. Lợn Loan. Này là lợn đất. Này là lợn người Thái à? Lợn đất, cái này là lợn người Thái. À, lợn đốc nữa cơ. Có nhiều loại lợn thế nhỉ? Cái này xiên nạc. À, xiên nạc còn màu đen à? Tại vì cháu thấy là lợn đen chỗ khác nhiều nạc, nhiều mỡ lắm. Cái này kiểu nuôi tạp ấy. À, mình người Thái đen đúng không? Đây là lợn lai bình thường này. Đây là lợn đen. Chị này có cả lợn rừng hay sao này? Con này lợn đốc à? À em tưởng con này lợn rừng. Lợn đốc siêu nạc.
À, hay nhở, lợn dưới này có lợn đen mà xương mạc. Con mà lai lai đấy à? Long loang đấy là lợn, nó không phải là xương mạc đúng không? Không phải xương mạc mà lợn dân ở đây. À. Xương mạc này là lợn lai nhỉ? Rồi, cảm ơn chị. Đây là các chị em người Thái. Cá này, dạ, nhưng mà chỗ nào chỗ ấy còn ít cá như này đâu mà. Dạ vâng, sắp bán hết cá rồi à? Bán hết rồi. Đây là cá tự nuôi đúng không? Cá rô. Cá rô à? Dạ vâng, các chị bán cá có vẻ to giống nhau nhỉ? Mời anh mua cá này. Ôi giời ơi. Con đuổi khách rồi đấy, đừng làm thế nhỉ. Cá này máu quá nhỉ? Dạ. Rồi. Cá rô này bao tiền cân ạ? À? 40.000 à? Vâng, em đi du lịch nhưng xem một tí thôi. Xem muốn đi, xem mua luôn. Vâng, em xem nhá. Đây là da bò à? Hay da gì ấy chị? Da bò, da trâu anh ơi. À. Này, chị này chuyên bán da hay sao? Nhiều da thế hả? Vâng, em chuyên da anh. À. Em ơi, đi ăn cơm về bán đi. Đây, đi. Cái này là để làm thắng cố à? Nhiều. Nó là bao gồm da, lòng, gan, phèo các kiểu ở đây hết rồi. Đây có bịa nữa. Đây là các cái túi bịa nhá các bạn nhá. Đấy. Chị chuyên bán các cái da bò, da trâu. Bên này chị này là chuyên về thịt. Đây cũng là da này, đây cũng là những cái nội tạng của trâu bò. Ồ, đây là một khu chợ rất là rộng các bạn ạ. Đấy, vừa nãy là đi ngoài chợ thôi, chưa thấy được nó đông như thế này. Giờ trong này nó rất là đông. Khu này là bán cá tươi, ở phía bên này là cá tươi. Bên này là bán rau này. Đấy. Đây có một hàng bán rất là nhiều cái loại cá khô. Đây là những con cá khô rất là ngon các bạn ạ. Đây, con này rất là to này, mực cái sao này. Đấy, cá chỉ vàng, có cả món mực tươi nữa. Đây là các loại rau rất là tươi ngon. Đấy, nấm kim châm này, mực tươi này, ngao sò ốc hến các kiểu luôn. Đây là chè này, đây là trầu này, trầu và vôi này, đây là cau này, đấy. Đây là cái để ăn kèm với trầu cau đấy. Đấy, mùa này vẫn có mít này nhìn rất là ngon. Quả na này quả rất là to các bạn nhé. Ở đây là các cô bán cá với lại ếch. Cái này là con cá trạch hay sao ấy? Cái này là con trạch phải không bác? Cái này là cá trạch. Đây là con ếch này. Rất là nhiều ếch luôn, rất là nhiều trạch luôn. Trạch thì bao tiền ạ? 100.000 một con. À, 100 à? Vâng, tao đi chơi thôi, tao không mua đâu. Dạ. Tao đi chơi chợ này tí. Các cháu xem một tí thôi nhá. Cái này để mua là không nấu được ấy, bây giờ mua cái khác. Đây là tổ ong này. Con ong thì bao tiền ạ? 350 một cân, cả cái này luôn ạ?
4.000 một lạng à? Tức là 400 một cân đúng không? Đây khá là rẻ các bạn ạ, ong này khá là rẻ. Ở chợ phiên Tây Bắc là bán 700.000 nguyên con. Đây là ếch với lại trạch là được bán rất là nhiều nhá. Cái này chắc là mình nuôi đúng không? Cái này ấy. Cái này rất là giỏi. Nuôi được các con ếch rất là to này. Đây là cua. Đây có cả cua xanh, cua tím các kiểu nhá. Mình sẽ đi vào đây xem là có cái món hàng gì độc lạ hơn nữa không. Ở đây có cái loại ốc gì như ốc đá này, ốc nhọn nhọn này đấy. Các bạn ở ngoài Hà Nội các thứ thì chắc kiếm cái con ốc này nó hơi khó, tại vì ốc này nó ở ngoài suối. Đây là bà còn bán ốc thiều sẵn luôn mà. Dạ vâng, cảm ơn bà. Làm phở hả? À, thằng nào là chị phải thái sẵn cho người ta đúng không? Hay bán cho người ta làm phở hả? Đây này, họ tách sẵn xương ra. Đây nữa. Kiểu nào cũng có nhờ. Đây có con cá gì nhìn như cá quả này. Chợ gà vịt ngan đấy. Trong này là hơi hôi một tí. Nơi bán gia súc gia cầm. Quách cả người luôn hả? À, vịt ở trong ngan ở trong này nhìn rất là đáng yêu. Ở đây các cô là người Thái. Vâng, Thái đen. Quá. Tay hả? Và đi bằng. Thái đen. Chủ yếu là trong này toàn người Thái bán hàng. Bây giờ cô bán đồ, bán cháu, bán đồ lắm, cái cho người Thái. À thế à, bà đây là bà người Thái đúng không? Vâng. Đây là các cái đồ để đám cưới à? Cái này thì cau. Hết quả rồi. Cau này còn quả bé chứ. À thế à. Đấy là nhiều quả, quả bé. À. Bỏ. Cái này Bôi. Là. Cái này là trầu à? Cái này là trầu để ăn. Cái này là cau để ăn này. Vâng. Cái này là vôi. Vôi. Vôi này là cho nước vào hả bà? Cho nước vào thì mới dẻo được chứ cháu. Đây là vỏ để vỏ, ăn. Vỏ, cái này vỏ vụn, cái này vỏ nên nhãn. Vỏ to này. Ngoài ra bà còn bán các cái sản phẩm phục vụ cho cái này thì nông nghiệp. Cá. Đi bắt cá đúng không? Cái này thì cho vào cái cơm xôi ấy. À, tức là cho xôi vào đây, cho mang, xôi. Mang xôi, đi nương đúng không? Xôi chín rồi thì cho xôi vào cho này mà. À, cái này là vỉ xôi cơm. Vỉ xôi nữa hả? Cái này vỉ để đít xong đít chó để xôi cơm. Để dưới cái chõ. Vâng. Đây đủ hết. À, vâng. Cái này thì giỏ lắm, cưới lúc nào thì đám cưới người Thái ấy. Người Thái là đám cưới là có cái này. Cái này cho cá vào trong này, bốn con cá ấy. Thì cho vào cái này, hai con cút vào như thế này. Thế thì hai con để trên hai con thì lấy cái lạt xanh buộc cái này. Thế xong là mang lên nhà gái à? Mang lên nhà gái cưới. Và bán cả đồ đám cưới. Vậy. Cái này cũng là của bà hết à? Của bà bên này. Của bà bên này. Cái này nó khác chủ. Của bà bán các cái lồng gà. Lồng gà, đơn lồng gà. Nhiều đấy. Bán cả cây nứa nữa. Để họ làm lạt. Cây giang. Thế cái ghế của bà là bao tiền? Cái ghế này á? 100 một cái. 100 thì rẻ. Hôm nào cháu đi chỗ khác là 120 cơ. Dạ. Vâng. Có sâu không?
Vâng, của bà bán rẻ hơn. Cảm ơn bà nhá. Bên này thì bán các cái thảo dược, các cái đặc sản, các cái thuốc nam, thuốc bắc ở đây hết này. Lá tắm dao đỏ các kiểu. Chuối hột khô nhá các bạn nhá. Rất là nhiều cái sản phẩm ngâm rượu rất là sức khỏe. Mang đi xe nó hơi ngại. Đây là chị gái rất là xinh gái bắn. Có một cô gái rất xinh gái bắn hàng kìa. Đây là cái chỗ mà chúng ta nói đến từ ban đầu. Chợ côn trùng đúng nghĩa luôn. Đây này, đây là các cái con tằm các bạn nhá. Các cái con tằm nhìn khá là to béo này. Đấy. Bác nào ăn được con này thì hay mua con này vì nhậu rất là ngon các bạn ạ. Còn cái này là con nhậu của con tằm này. Đấy. Đây là các cái con châu chấu. Châu chấu này không biết là nó bị chết hay nó bị sao nhỉ? Châu chấu này như kiểu luộc qua rồi sao ấy. Đây là các cái con ếch con. Đây bán nhộng tầm rất là nhiều. Đây là con tầm to phết nhỉ. Cái này bao tiền cân đấy chị? Thế cái loại sống kia thì đắt hơn hay là rẻ hơn? À. Cái này để nó có gầy đi không? Không, cái này nó vào kén. Mấy hôm nữa cái con này nó già rồi nó sẽ chuyển thành con này đúng không? Nó sẽ chuyển thành con này xong là nó mới mọc cánh là thành con bướm là bay đi. Tầm này. Ok các bạn, đi tham quan được một vòng cái chợ nông sản cũng như là chợ côn trùng ở Nghĩa Lộ rồi. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ phải di chuyển sang một cái nơi nào nó mát mát một chút để ngồi uống nước đã. Tại vì là đây thời tiết khá là nóng các bạn ạ. Có lẽ là video xin được kết thúc tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé. Bye bye.